Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 201. Thấy Thịnh Phong Trạch ngồi trên cửa sổ, Triệu Tu Duyên lo lắng. Nếu bị người ta nhìn thấy và nhận ra thì làm sao đây? Hắn vội vàng gọi, "Vương gia." Thịnh Phong Trạch quay đầu lại, cười như không cười nhìn hắn và nói, "Sao à, Tiểu nhân chỉ lo cho sự an nguy của vương gia thôi. Ai mà không sợ, đây là tội xét nhà diệt tộc." Triệu Tu Duyên trong lòng mắng thầm, nhưng ngoài mặt phải giả vờ bình tĩnh. "Quý anh anh về nhà mẹ đẻ, người có muốn gặp nàng không? Cơ hội như thế này không nhiều đâu." Giống như treo một miếng thịt trước mặt Triệu Tu Duyên, dụ dỗ hắn. Tay áo rộng thùng thình che đi nắm đấm của Triệu Tu Duyên. Hắn gần như nịnh bợ nói, "Vương gia đại sự quan trọng hơn, chuyện tình cảm nam nữ không đáng nhắc tới. Ha ha! Thịnh Phong Trạch cười lớn. Hàm răng trắng sáng của Thịnh Phong Trạch là mắt triệu tu duyên muốn lóa. Thịnh Phong Trạch là hổ, hắn phải làm hổ ly, cáo mượn oai hùng, còn hơn là làm một con thỏ yếu đuối. Hắn kính cẩn nói. Nếu vương gia quan tâm đến quý anh anh, tiểu nhân có thể đổi một yêu cầu khác. Đổi một yêu cầu quý anh anh chẳng phải là chiến lợi phẩm quý giá nhất trong mắt hắn sao hay hắn đang thử dò xét mình thịnh phong trạch nhảy xuống từ bể cửa sổ đến trước mặt triệu tu duyên với vẻ ngoài ôn hòa trông như một thư sinh vô hại hắn giấu răng nanh rất kỹ thịnh phong trạch cười và vỗ vai triệu tu duyên bản vương hứa sẽ không đổi ý hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ quý anh anh nếu ngươi đủ thông minh nhận ra ta thì nên rời khỏi ích châu phù và đi tìm dương tĩnh uyên thịnh phong trạch lướt qua triệu tu duyên rời khỏi phòng và trực tiếp đi xuống lầu nghe tiếng bước chân biến mất triệu tu duyên thở dài hắn đi đến cửa sổ nhìn qua con phố đối diện và cây hoàng giác thụ xanh tốt trong tiểu viện của quý gia tộc lầm bầm hoán hoa cẩm người giúp dương gia đan loại gấm gì đây thật sự là mong đợi quý anh anh thấy thịnh phong trạch rời đi lại thấy Triệu Tu Duyên trong bộ áo xanh rộng đứng bên cửa sổ. Rõ ràng, Thịnh Phong Trạch đã lặng lẽ đến ích châu phủ và ngồi ở Triệu Gia. Trong lòng nàng trầm xuống, có cảm giác muốn rời khỏi tam đạo yển ngay lập tức. Nương tử, nhanh rửa mặt để đi gặp phu nhân. Tường Nhi cười nhắc nhở nàng. Không cần, ta phải đi ngay chính viện. Quý anh anh trong lòng lo lắng, không muốn chỉ hoãn nữa, xoay người đi ngay chính viện thấy nha đầu cao giọng thông báo trên hành lang quý anh anh bước nhanh hơn vào chính đường thấy quý thị và trương tứ nương quý anh anh nhẹ nhàng chào mẫu thân tẩu tử để mọi người đợi lâu anh anh lại đây ngồi quý thị nói giọng yếu ớt mấy tháng không gặp trông bà gầy hơn quý anh anh ngồi xuống bên cạnh mẹ ngạc nhiên mừng rỡ khi thấy trương tứ nương đã mang thai nàng gọi hai nha đầu đến đưa lễ vật phu nhân dặn ta mang lễ vật này cho ngài. Đây là yếm và quần lót ta và các nha đầu làm cho cháu trai. Dự có hai chi, to bằng ngón tay, rất đầy đủ, nhìn lên giống như một cây nhân sâm già. Ánh mắt quý thị lướt qua cây nhân sâm, liền nhớ đến chuyện năm ngoái khi quý anh anh và thịnh phong trạch ký phiếu nợ. Nàng bảo lý ma cất giữ, nhìn đống xiêm y cho trẻ em chất cao nhất, bà oán trách. Đứa trẻ lớn nhanh, người làm nhiều như vậy để làm gì? nghĩ đến cháu trai lòng ta liền vui dù sao bình thường cũng không có việc gì rảnh rỗi không biết làm gì quý anh anh cười đáp nhưng trong lòng lại thở dài mẫu thân trông ngày càng yếu tẩu tử thì đang mang thai mấy tháng lúc này mà nói thịnh phong trạch đã trở lại sao không kinh hãi cho được lúc ăn trưa quý diệu đình không đến ở tiền thính bồi dương tĩnh nham sau khi ăn xong trương tứ nương trở về nghỉ ngơi quý thị thu lấy nụ cười trách móc lần trước lại mặt gặp giặc cỏ trên đường suýt nữa hù chết vì nương may mà quý phúc về báo tin nói ngươi vô sự mẹ mới yên lòng ngươi vô sự sao lại nghĩ về nhà mẹ đẻ quý anh anh không muốn nói bị dương đại nãi nãi ép buộc biết điều nói mẹ con muốn thương lượng với mẹ việc chuyển nhà gì chuyển nhà sao quý thị hết sức ngạc nhiên mẹ cũng biết chúng ta với triệu gia có thù hai nhà gần nhau như vậy, con thật sự không yên tâm. trong thành cũng có thể mở phường nhuộm, nên con muốn thương lượng với mẹ, hoặc chúng ta chuyển vào trong thành, cách gần cũng có thể chăm sóc lẫn nhau phải không? chuyển vào trong thành, cách xa triệu gia, như vậy sẽ an toàn hơn chút. đây là tổ trạch hoán hoa phường nhuộm truyền đã trăm năm, sao có thể nói chuyển là chuyển được? con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, triệu gia cũng không dám quá đáng chúng ta không chọc đến nhà hắn là được rồi. Quý thị cười từ chối. Mẹ, nếu thịnh phong trạch lại đến thì sao? Để các người tiếp tục ở đây, con không yên tâm. Hắn là em của Nam Chiếu Vương, nếu lộ thân phận, sẽ không dễ dàng làm gì được nhà ta. Nếu hắn thật sự muốn đến, mẹ cũng nghĩ thông suốt, từ bỏ bí truyền để bảo vệ gia đình bình an, cũng không có gì đáng ngại. Hiện nay, chuyện lớn nhất là tẩu tử ngươi có thể bình an sinh hạ hài tử, để nhà ta có hậu. Nhắc tới Tôn Nhi, gương mặt quý thị dạng dỡ, không nói gì thêm về chuyện khác. Cứ thế thao thao bất tuyệt về việc đi Trúc Lâm tự rút được quẻ tốt nhất và cách mà đại sư trong chùa đã cầu nguyện. Bà quên luôn việc quý anh anh vừa đề nghị truyền nhà, con dục nàng lúc rảnh rỗi theo kinh thư cho hòa thượng ở Trúc Lâm tự. Quý anh anh thở dài bất đắc dĩ, việc dọn nhà như vậy xem ra chỉ có thể thương lượng với ca ca quý diệu đình. Nàng nhẫn nại nghe mẹ cầu nhầu cuối cùng đợi đến khi quý diệu đình và dương tĩnh nham đến chào hỏi quý thị quý anh anh nhân tiện cáo lui đưa hai người ra ngoài để muội năm ngày sau ta đến đón ngươi khi đến cổng trong dương tĩnh nham nói quý anh anh cười nói ta đang muốn nói với nhị ca có thể thỉnh ngươi chờ ở phía trước phòng một chút ta muốn cùng ngươi trở về nói rằng sẽ ở lại nhà năm ngày tại sao đột nhiên lại muốn về quý diệu đình và dương tĩnh nham đều kinh ngạc Quý anh anh xin lỗi nói. Ta ra cửa sau mới nhớ đến một việc liên quan đến việc đan đấu gấm rất quan trọng. Nếu không về ngay thì không được. Lý do này rất hợp lý, hai người thở phào nhẹ nhõm. Quý Diệu Đình cười khổ nói. Ta còn tưởng có chuyện gì xảy ra, làm phiền nhị ca chờ một chút, ta nói vài lời với ca ca và chào từ biệt mẹ rồi sẽ đi. Bảo người mời Dương Tĩnh Nham đi tiền đường nghỉ ngơi, quý anh anh xoay người đi về sân nhỏ của mình ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vào tiểu viện, quý anh anh lập tức bảo quý ma gói ghém hành lý đưa lên xe ngựa. Nàng rõ ràng cảm nhận được nụ cười của quý ma ma và lăng nhi tương nhi đều cứng đờ trên mặt. Nàng chỉ có thể thở dài, dẫn huynh vào phòng ngủ. Nghe nàng nói xong, quý diệu đình cũng trở nên lo lắng. Tại sao ta lại không nghe thấy tin tức gì? Cách xa như vậy, người chắc chắn không nhìn nhầm chứ. Quý anh anh chắc chắn gật đầu nói mặc dù khoảng cách xa ta không thấy rõ mặt hắn nhưng ta chắc chắn đó nhất định là thịnh phong trạch có vài người dù đã lâu không gặp không cần nhìn rõ mặt người vẫn có thể nhận ra hắn đội hộ vệ của dương gia hộ tống nàng trở về nhà xe ngựa tiến vào tam đạo yền liền thu hút sự chú ý của mọi người thịnh phong trạch ở triệu gia chắc chắn đã biết tin nàng về nhà mẹ đẻ hắn dường như cố ý để nàng thấy thường xuyên mặc áo đen, ngồi đường hoàng trên bệ cửa sổ. Không rời đi, chẳng lẽ hắn đợi đến nửa đêm lại lèn vào phòng nàng? Quý anh anh nghĩ đến đây, cổ họng căng thẳng, cảm giác như bàn tay của thịnh phong trạch đang siết chặt cổ nàng. Người trở về dương ra đi, viết thư cho Tam Lang kể chuyện này. Mục đích của thịnh phong trạch không rõ. Với thân phận của hắn, nhà ta chẳng khác gì con kiến. Nếu hắn thực sự muốn đối phó, chuyển vào thành cũng không thoát. Hơn nữa, dọn nhà không phải chuyện nhỏ, hãy bàn bạc kỹ hơn. Tức phụ mấy tháng nữa sẽ sinh, phường nhuộm năm nay làm ăn tốt, nhận nhiều đơn hàng, không thể giúp được. Nếu muốn chuyển từ Tam Đạo Yển, tốt nhất đợi đến mùa đông khi phường nhuộm ít việc hơn. Khi đó tứ nương sinh hài tử, cũng thuận tiện hơn. Tìm trạch viện thích hợp cũng không phải dễ, mẹ còn chưa biết có đồng ý rời bỏ tổ trạch hay không. Quý Diệu Đình suy nghĩ, Quyết định yên lặng quan sát tình hình. Ca, nếu không để ta cầu phu nhân hỗ trợ tìm nhà. Quý anh anh cảm thấy không yên tâm. Quý diệu đình từ chối. Thiếu dương ra xính tim còn chưa điền xong, sao lại phiền đến dương đại phu nhân. Sau này ta sẽ nhờ người tìm giúp trong thành. Có nhà thích hợp sẽ nói sau. Có lẽ mình đã quá lo lắng. Quý anh anh cũng biết dọn nhà không phải chuyện nhỏ. Chỉ đành thúc giục ca ca thuyết phục mẹ và sắp xếp việc chuyển nhà nàng lại lấy chuyện đấu gấm của Dương Gia để qua loa với quý thị, vội vã cùng Dương Tĩnh Nham trở về thành. chương 202 Một lời nói dối đã nói ra, sẽ phải nói thêm nhiều lời nói dối khác. Quý anh anh không ngờ lại trở về Dương Phủ, không muốn giải thích chuyện của Thịnh Phong Trạch, sau khi gặp Dương Thạch Thị phải đến Dương Liễu Cư. Nghe nói quý anh anh đến, đại nãi nãi Trần Thị không khỏi tỏ ra chán ghét. Không phải nàng đã lên đan cơ rồi sao? tại sao nàng lại muốn tìm lang quân để nói chuyện về chức cẩm? Trần Thị không vui khi bất kỳ nữ nhân nào cướp đi sự chú ý của trượng phu. Dù vậy, nàng vẫn phải bồi cười đón quý anh anh và cùng nàng đi đến thư phòng tìm Dương Tĩnh Sơn. Khi vào thư phòng, vì chuyện có liên quan đến chức cẩm, Dương Tĩnh Sơn liền phân phó gã sai vặt ra ngoài. Dương Đại nãi nãi không muốn rời đi, nên tự mình bưng nước trà tới. Đệ muội thật là thông minh gấm đá mở đan lại còn nghĩ ra chủ ý mới dương tĩnh sơn nhìn nàng và nói đặt trà xuống rồi đi đi có gì đáng nghe mà lại đuổi nàng đi dương đại nãi nãi đành bất đắc dĩ trả lời dạ quý anh anh định lặng lẽ nhờ dương tĩnh sơn giúp che giấu chuyện của mình nhưng thấy thần sắc không vui của trần thị nàng nhìn vào bộ y phục màu xanh thiêu hoa của trần thị rồi nói cũng không có gì ta chỉ muốn nói với đại ca bốn chữ, dệt hoa trên gấm. Dệt hoa trên gấm, thật là khéo. Dương Tĩnh Sơn, si mê trước cầm, lầm bẩm lặp lại, trong mắt bỗng sáng lên một tia sáng. Hắn nghĩ, nếu chỉ là đan màu như tẩy trắng gấm, chi bằng đan thêm ít hoa trên gấm. Hoa rơi trên gấm sẽ làm nổi bật tên hoán hoa cầm. Ánh mắt quý anh anh và Dương Tĩnh Sơn gặp nhau, cả hai đều nở nụ cười dương tĩnh sơn vui sướng nghĩ về cách làm hoán hoa cầm đẹp hơn với kỹ thuật đan quý anh anh thở phào nhẹ nhõm đứng dậy cáo từ đại ca đã hiểu ta không cần nói nhiều nữa dương đại nãi nãi còn chưa kịp ngồi ấm ghế quý anh anh đã đứng dậy cáo từ rời đi vội vã trở lại chỉ để nói với phu quân bốn chữ đây là ý tưởng gì ai mà không hiểu dệt hoa trên gấm thêu thêm hoa trên gấm chỉ làm gấm thêm đẹp trong thành phụ nữ quý tộc nhà giàu ai mà không mặc y phục dệt hoa trên gấm. Nói về chuyện liên quan đến đấu gấm ngươi không được hỏi hay nghe, sao ngươi lại trực tiếp hỏi trước mặt đệ muội? Dương Tĩnh Sơn đột nhiên nổi giận trách mắng Trần Thị. Ta không hỏi nàng, chỉ là một câu khách khí. Làm sao ta biết nàng đã nói? Một câu dệt hoa trên gấm thôi mà, ai không hiểu chứ? Dương Thạch Thị bị trượng phu mắng, ủy khuất trả lời bình thường hai người nói chuyện trong thư phòng rất lâu hôm nay nàng ở đây chỉ nói một câu mà còn bị trượng phu trách mắng dương đại nãi nãi nghẹn khuất muốn chết lúc này một chiếc thuyền hoa đang dừng ở hồ của triệu gia bích thụy uyên lá sen thướt tha như tán dù như mũ nương với đôi bàn tay trắng nõn đang gầy đàn hồ cầm bộ y phục màu lam nhẹ nhàng bị gió thổi như sóng nước nhấp nhô nàng biết mình đẹp nhất khi nào tóc bối cao cài mẫu đơn cắm lược ngọc bích trắng dài. Giữa đầu mang chuối anh lạc, giọt nước hình bảo thạch màu lam rơi giữa chán. Cách ăn mặc như tiên nữ, không vướng bụi trần. Khăn trắng dài che mặt nàng, không để người khác nghĩ rằng nàng bị hủy dung, mà lại tăng thêm phần thần bí khi nàng ôm tỳ bà che nửa mặt. Ngọc Duyên ngồi trong khoang thuyền tĩnh tâm pha trà, hoa sơn trà cuồn cuộn, bọt nước như những bức tranh. Điều kiện hoàn hảo, âm nhạc diệu kỳ, Trà thơm, người đẹp. Thịnh Phong Trạch thưởng thức hoa sơn trà, nếm thử một ngụm, nghiêng đầu liếc về hướng Như Ngũ nương. Ánh mắt chạm nhau, Như Ngũ nương lông mi dài khẽ run, ánh mắt ẩn chứa tình cảm, nhẹ nhàng cúi đầu. Thú vị, Thịnh Phong Trạch chỉ mỉm cười. Sau khi âm thanh cuối cùng tan biến, Như Ngũ nương chân thành đứng dậy đi đến trước mặt Thịnh Phong Trạch ngồi xuống. Ngọc Duyên đưa một bát sứ trắng, trong bát có lá bạc hà như ngũ nương thấm món tay vào, món tay bị nhuộm màu xanh của bạc hà càng thêm trắng nõn mềm mại. Nàng nhẹ nhàng rửa tay, dùng lụa trắng lau khô, rồi cầm một khay ngọc chứa hạt sen mới hái. Thiếp đã tách vài hạt sen để vương gia nếm thử, làm phiền nàng rồi. Thịnh phong trạch rất hiếu kỳ, tại sao con gái của Nghiêu Phó Đô Đốc, vợ của Triệu Tu Duyên lại làm ra bộ dạng muốn dùng sắc đẹp để quyến rũ mình? Chẳng lẽ nàng không biết mình đã hủy dung? Dù làm gì, Như Ngũ Nương đều không thể bị bắt bẻ về phong thái. Cuối cùng, nàng tự tay mở một vò rượu, mời Thịnh Phong trạch uống. Trong lúc rảnh rỗi, thiếp đã thu thập tuyết rơi trên rừng tùng, hoa mai và thanh trúc để làm nên loại rượu Hàn Tam Hữu. Vương gia nếm thử. Rượu không giống như rượu vần đục trong quán, trong suốt như nước, mùi thơm mạnh mẽ. Vương gia có biết thiếp từ nhỏ thích gì không? Hãy nói đi. Thịnh Phong Trạch cười nói. Ta đang lắng nghe. Nhiều ngũ nương không nói thẳng, nhìn hắn rồi hỏi. Vương gia cảm thấy thiếp có phải là mỹ nhân không? Thịnh Phong Trạch chưa từng gặp nhiều ngũ nương, nhưng đã nghe nói về nàng khá nhiều. Nghe câu hỏi này, hắn hiểu nhiều ngũ nương đang hận Dương Tĩnh Uyên vì từ chối hôn nhân. Hắn mỉm cười nói. Nói triệu nhị nái nái không đẹp thì đúng là không biết thưởng thức mỹ nhân. Tuy nhiên bản vương xuất thân từ phía nam, không quấn đến phần cong. Triệu nhị nãi nãi ngàn dặm gửi tin mời bản vương trước để làm giao dịch. Ngài muốn gì, cứ nói thẳng, người của hai dương gia và triệu sẽ do ta toàn quyền xử lý. Lòng hận thù của nữ nhân có thể đáng sợ đến thế sao? Thịnh Phong Trạch cười nói. Ngươi biết hai dương gia và triệu có bao nhiêu người không? Cả chính chi và chi thứ cộng lại có hai ngàn người. Nhiều ngũ nương mặt không đổi sắc. Vậy thì sao? Nàng muốn dùng tính mạng của người trong tộc Dương để khiến Dương Tĩnh Nguyên hối hận. Nàng muốn mọi người trong tộc Triệu phải ngưỡng mộ mình. Thân thể nàng khẽ nghiêng về phía trước. Triệu Tu Duyên có thể hứa hẹn cho vương gia điều gì? Liệu có thể sánh với điều ta có thể cho vương gia không? Thịnh Phong Trạch hỏi lại. Người biết ta muốn gì không? Nhiều ngũ nương nở nụ cười. Ngọc Duyên, cành hoa sen kia nở rất đẹp. Ngọc Duyên từ thuyền hoa bước ra. Cân đạp trên lá sen, nhẹ nhàng lướt đến cách năm trường, bẻ một cành sen trắng. Trở lại thuyền mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hai tay dâng cành sen cho như ngũ nương. Vương gia lần trước đến dường như rất thân mật với phu quân của thiếp. Thiếp hiếu kỳ, liền gọi Ngọc Duyên đi nghe lén. Vương gia đừng trách. Với công phu như vậy, không lạ khi mình và Triệu Tu Duyên mật đàm mà không phát hiện có người nghe lén. Thịnh Phong Trạch suy nghĩ một chút, rồi cười bản vương không hợp tác với triệu nhị nái nái, có lẽ nên bị trói đưa đến phủ tiết độ sứ làm tù nhân. Vương gia đùa rồi, chẳng phải vương gia đang giữ phong thư của phụ thân thiếp, có dấu ấn triện của ngài sao? Thiếp đã giao tận tay vương gia, nếu không vương gia cũng sẽ không đến đây. Nhiều ngũ nương nhẹ nhàng ngửi hương sen, lạnh nhạt nói. Nếu lá thư này được đưa đến triều đình đại đường, nhiều gia sẽ bị tịch thu tài sản và xử tử. Thịnh Phong Trạch lại cảm thán lòng dạ độc ác của nhiều Ngũ Nương. Hắn nâng chén rượu lên. Năm nay, mọi người ở Ích Châu Phủ đều chờ xem liệu triệu gia có thể bảo vệ Cẩm Vương hay không. Vì vậy, hội đấu gấm năm nay nhất định sẽ long trọng và náo nhiệt hơn mọi năm. Ngày đó sẽ rất náo nhiệt. Nhiều ngũ nương nâng chén, ý bảo và uống một hơi cạn sạch. chương 203 Thời gian thoáng chốc trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 8. Trước đây vào tháng 8, nhà họ quý gặp hoán hoa khê, quý anh anh cũng mang theo tỷ nữ đi thả đèn cầu phúc tại Tiên Kiều. Năm nay nàng đã gả vào dương gia, Tiên Kiều ở khá xa, nghĩ thả hoa đăng có thể là trong phủ hoặc ở sông Xuyên qua thành. Nghe nói vào tháng 8, khu vực thành Tây bên trong thành đông tán hoa lâu rất náo nhiệt. Dương đại lão gia qua đời chưa đầy một năm, dương gia ở gần tán hoa lâu, bên bờ sông tổ chức đàn tế, thả nhiều hoa đăng lớn, mời hòa thượng tụng kinh siêu độ cho dương đại lão gia lúc hoàng hôn các chủ tử của tam phòng dương gia tụ tập tại bờ sông quý anh anh theo sau dương nhị nãi nãi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của dương tứ lang nàng ngẩn người nghe dương thạch thị hòa ái hỏi thăm tứ lang sức khỏe khá hơn chút nào chưa dương tứ lang nhìn dương tĩnh sơn một cái cười nói cố lão ngự y có y thuật cao tứ lang và đại ca đều đang dưỡng bệnh có lẽ cuối năm có thể đi lại. Nhị phòng và tam phòng khiến Dương Tĩnh Sơn bị tiết độ sứ đánh đến gần chết, chỉ còn lại một hơi thở. Đại phòng trả thù vì ngươi có ý đồ xấu xa, muốn phá hủy sự trong sạch của quý anh anh. Dương Thạch Thị trong lòng cười lạnh, nghĩ tiểu xúc sinh này mệnh cứng rắn, ngã gãy chân mà vẫn có thể dưỡng tốt. Nàng cười nói, tứ lang về sau phải rút kinh nghiệm, đừng bướng bỉnh nữa. Ngươi đã 18, chỉ nhỏ hơn tam lang một tháng, nên hiểu chuyện. Bướng bỉnh, dương tứ lang mặt hơi co rúm, suýt nữa là mất nụ cười. Thầm thầm dậy rất đúng, tứ lang sau này sẽ càng cẩn thận hơn. Lúc nói lời này, hắn đặc biệt nhìn quý anh anh một cái. Dương Thạch Thị chú ý ánh mắt của hắn, trong lòng giận dữ, hận không thể tát cho một cái. Tiểu xúc sinh này còn muốn có ý đồ với quý anh anh. Còn muốn sau này làm việc cẩn thận nàng kiềm chế cơn giận nói tam tẩu ngươi vốn định qua thăm nhưng tam ca ngươi không ở nhà không tiện lắm lúc này quý anh anh chỉ có thể cười và nói với dương tứ lang tứ lang không sao tẩu tử yên tâm là tứ lang không cẩn thận bị thương làm liên lụy tam tẩu lo lắng ta thật sự áy náy dương tứ lang nhấn mạnh ba chữ không cẩn thận nhưng quý anh anh không để ý nghe nàng chỉ gật đầu cười rồi đi theo dương nhị nãi nãi ra ngoài hắn vốn tưởng rằng nàng chỉ là con gái rượu kiến thức hạn hẹp chưa từng trải việc đời dễ dàng bị dụ dỗ không ngờ nàng còn có chút mưu kế giả vờ ngây thơ khiến hắn bị lừa nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nàng ánh mắt dương tứ lang chứa đầy oán hận thấp giọng nói quý anh anh ngươi chờ đó dù trên mặt đang cười nhưng tiếng cười lớn của hắn khiến quý anh anh cảm thấy khó chịu May mắn trước mặt nàng có Dương Thạch Thị và hai huynh đệ Dương Tĩnh Sơn, nàng chỉ cần giữ lễ nghi là được. Nàng ngồi yên ở chỗ của mình, lắng tai nghe Dương Nhị Lão Gia, Dương Tam Lão Gia và Dương Thạch Thị nói chuyện. Điều khiến nàng kinh ngạc là ba người cười nói tự nhiên, như thể giữa họ chưa từng có mâu thuẫn. Quý anh anh cúi đầu thở dài, nàng thật sự chưa thể thích ứng được. Cảm xúc này khiến nàng càng nhớ Dương Tĩnh Nguyên hơn. Tháng 7 nàng lại làm xiêm y cho Dương Tĩnh Nguyên, cả hai cặp hài cho Dương Thạch Thị đều nhờ Dầu Vừng đưa đến. Dương Thạch Thị mỗi tháng cho nàng 20 lượng bạc, nàng không tiêu tiền cho ăn mặc, để lại 5 lượng, còn lại tích góp mua túi kim đậu nhờ Dầu Vừng gửi cho Dương Tĩnh Nguyên. Kết quả Dầu Vừng mang trả lại vàng nguyên dạng, kèm theo một bức thư và một thỏi 5 lượng bạc bảo. Rõ ràng hắn không cần một đồng nào của Dương gia, nhưng hắn nhận hai cặp hài của Dương Thạch Thị dù không nói một lời hỏi thăm dương thạch thị quý anh anh cũng thở phào nhẹ nhõm chữ viết vẫn tung bay thể hiện tính tình của hắn dương tịnh uyên nói năm lượng bạc là bồng lộc hắn tích góp mấy tháng trước từ nay về sau mỗi tháng sẽ gửi hai lượng về nhà hắn bảo quý anh anh cứ tiêu xài thoải mái sau này đi theo hắn ăn ngon uống sướng như thể hai lượng bạc là một số tiền lớn vậy hắn là người đàn ông trưởng thành hiểu rõ phải kiếm tiền nuôi gia đình quý anh anh không chê ít tiền thật sự giữ lại lương tháng phân phó quản gia quý ma ma mỗi tháng chi tiêu hai lượng bạc trời tối dần trong tiếng kinh phạm hoa đăng của dương gia được thả vào sông các nữ quyến lần lượt cầm hoa đăng nhỏ của mình đi thả quý anh anh nói rõ với dương thạch thị rồi mang theo tương nhi và lăng nhi đi thả đèn nàng cách dương gia xa một chút tìm chỗ yên tĩnh để thả hoa đăng hoa răng theo dòng nước chảy trôi như bồng bềnh giữa không trung đẹp không tả xiết quý anh anh đứng bên bờ sông nhìn hoa đăng trôi theo dòng nước hai tay chắp lại lặng lẽ cầu nguyện cầu nguyện điều gì vậy giọng nói từ phía sau làm quý anh anh giật mình suýt nữa bước chân vào nước dương tĩnh uyên kéo nàng vào lòng cúi đầu nhìn nàng cười dòng của ta không dễ nghe sao quý anh anh ngẩng đầu thấy lăng nhi và tương nhi đã đứng cách đó một trường nàng giận dữ kêu lên. Dọa người mà còn quan tâm à? Nói rồi nàng giơ nắm đấm đánh Dương Tĩnh Nguyên. Năm ngoái tháng 8 cũng vậy, không cần biết lý do đã đuổi theo đánh ta. Dương Tĩnh Nguyên không tránh, nhớ lại tháng 8 năm ngoái. Năm ngoái hắn mang theo dầu vừng thoát khỏi vòng vây, quay đầu lại từ xa. Quý anh anh đứng cạnh triệu tu duyên, ngước lên nhìn mặt hắn. Từ xa, hắn cũng cảm nhận được tình cảm giữa hai người. Nhưng năm nay tháng 8, nàng đứng bên cạnh hắn, quần áo trắng như tuyết bị gió sông thổi bay, như hoa nở trong đêm. Trong đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng, như những đốm nhỏ trong đêm. Gương mặt hắn trong ánh sáng mờ ảo trở nên rõ ràng, tuấn mỹ đến mức nàng không thể rời mắt. Trong lúc vô tình, nắm đấm mềm mại của quý anh anh rơi trên ngực hắn mà không động đậy Dưới tay nàng cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của tim hắn, nàng vô thức thở dài, áp mặt gần hơn tam lang người đá trở lại giọng nàng mềm mại như dòng sông khiến dương tĩnh uyên chìm đắm hắn nhắm mắt giang tay ôm chặt lấy nàng nước sông lặng lẽ trôi dường như muốn chảy mãi không ngừng tam lang nương tử nhị lang quân đến thấy dương tĩnh nham tiến đến tương nhi cẩn thận nhắc nhở hai người quý anh anh hoảng loạn rời khỏi vòng tay dương tĩnh uyên đỏ mặt lùi về bên cạnh hắn tam lang Dương tĩnh nham cười chào, đấm dương tĩnh uyên một cái. Cảm nhận được sức mạnh như thép của hắn, lông mày dương tĩnh nham nhíu lại. Rất mạnh mẽ, đi thỉnh an mẫu thân đi. Lúc nói điều này, ánh mắt hắn có chốt chớp lóe. Trong lều, mọi người tam phòng dương gia đều ở đó, dương tĩnh uyên không thỉnh an dương thạch thị, quả là không hợp lý. Em trai hắn được nuông chiều, không nể mặt hắn cũng đành chịu. Quý anh anh cũng căng thẳng. Trước lễ tế trong ngày của Dương đại lão gia, Dương Tĩnh Uyên trở lại, luôn nói mình không phải tam lang của Dương gia. Nếu hắn từ chối, Dương Thạch Thị thật sự mất mặt. Được. Dương Tĩnh Uyên đáp, cùng Dương Tĩnh Nham sóng vai đi qua. Hắn không còn như trước, Quý anh anh nhanh chóng nhìn hắn một cái, mỉm cười vội vàng đi theo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 204 dương tĩnh uyên bước vào tạm thời dựng liều trúc chàng mặc một bộ áo dài tay màu đen đứng cùng với dương tĩnh nham mặc y phục trắng tinh một đen một trắng trông rất nổi bật hắn có thân hình cao lớn vai rộng và eo nhỏ cuộc sống trong quân ngũ đã khiến hắn trở nên trầm ổn hơn trong chốc lát mọi người trong dương gia sinh ra ảo giác rằng hắn và dương tam lang trước đây là hai người khác nhau nhớ lại trước đây dương tĩnh uyên luôn mặc trang phục lộng lẫy di chuyển nhanh nhẹn khiến dương thạch thị trong lòng đau xót khi thấy hình ảnh chàng thiếu niên dương tam lang đầy sức sống biến mất nàng ngồi yên mặt nghiêm không nhúc nhích cùng độ tuổi tứ lang mặt tái nhợt ngồi trên ghế không thể đứng dậy dương tĩnh uyên lại cao lớn vững chãi tinh thần khỏe mạnh ngày ấy tiểu xúc sinh kia làm sao mà không bị đánh chết tại chỗ chứ dương nhị lão gia con ngươi co lại mắt híp lại gắng nhịn hận trong lòng liếc nhìn Dương Thạch thị cười nói. Nghe nói Tam Lang đi theo tiết độ sứ Đông sông, hắn từ nhỏ chưa từng chịu khổ, thật vất vả về nhà một chuyến, Đại Tẩu phải vui mới đúng, sao lại cứng rắn thế? Cha mẹ còn đây, không xa, Đại Tẩu nhất định tức giận Tam Lang cố chấp chạy đi nhập ngũ. Đại Tẩu ngày đó nên cắt đứt chân hắn, để hắn thành thật ở nhà, ha ha. Những lời khiêu khích làm Dương Thạch thị suýt cắn nát răng. Nàng biết nhị phòng tam phòng không bao giờ thành thật, luôn sẵn sàng lộ răng nanh. Nàng nhàn nhạt, nhạt, nói, nhìn ta, nhất thời hoảng hốt, nếu lão gia biết tương lai dương gia ta còn có thể xuất hiện một vị tướng quân, không biết sẽ vui mừng bao nhiêu. Có phải lo lắng dương tam lang không nhận ra ngươi? Cũng đúng, liễu di nương là con trai duy nhất, ngươi mới lộ ra chân diện mục, muốn đánh chết dương tam lang. Hắn không chạy mới là, dương nhị lão gia thầm oán. Quý anh anh sợ Dương Tĩnh Uyên không nhận lời trước mặt mọi người, làm Dương Thạch Thị khó xử. Nàng đứng sau lưng hắn, lặng lẽ dùng ngón tay chọc hắn. Dương Tĩnh Uyên nhanh chóng nắm lấy tay nàng, siết chặt rồi buông ra. Hắn bước lên một bước, hướng về Dương Thạch Thị cúi chào. Tam lang có tiền đồ, đều là nhờ phu nhân dạy dỗ tốt. Không bỏ mặt mà còn đuổi theo để giảng hòa, nhưng hắn gọi mình là phu nhân, không còn là mẫu thân dương thạch thị nhịn xuống nỗi xót xa trong lòng nói nếu đã trở lại cùng các trưởng bối các huynh trưởng gặp lễ đi thắp đèn cho cha ngươi đi vâng dương tĩnh uyên tuân theo cùng dương gia nhân một lượt chào lễ dương tĩnh sơn vui mừng không thôi nắm tay hắn liên tục nói trở lại là tốt rồi đại nãi nãi cũng vui mừng nhìn thấy tam lang để muội trong mắt không còn thấy ai khác dương tĩnh uyên quay đầu lại thấy quý anh anh đang nhìn mình, lòng hắn ngọt ngào, khóe miệng mỉm cười. Đến trước mặt Dương Tứ Lang, chưa kịp mở miệng, Dương Tứ Lang đã nói trước. Việc này không trách tam tẩu, nàng rất muốn cành hoa lan, ta không đành lòng làm nàng thất vọng, kết quả khi hái hoa, một bước trượt ngã gãy chân. Tam tẩu rất đau lòng, luôn luôn sai người đưa thuốc bổ đến. Tam ca đừng trách nàng. Quý anh anh cũng không báo việc này cho Dương Tĩnh Nguyên thật sự muốn hoa lan dương tứ lang đã giúp nàng hái sao lại thế này dương tĩnh uyên hỏi chân có thể dưỡng lành không nói gì vậy dương tứ lang không phải vì dương tĩnh uyên ghen tuông mà nói lại khiến mình tức chết tam ca mong đệ đệ tàn tật mới vui dương tĩnh uyên cúi đầu hai tay đặt lên vai hắn nhìn như hai huynh đệ thân thiết đến gần dương tứ lang nhẹ nhàng nói tứ lang dám hướng tam tẩu của ngươi mà nịnh nọt chân dưỡng tốt, ta sẽ lại cắt đứt. Hắn nói xong đứng thẳng lên, vỗ vai Dương Tứ Lang, mặt cười rời đi. Dương Tứ Lang nắm chặt tay vịn ghế, cắn răng nói. Đừng đắc ý quá sớm. Sau khi cung bái và hành lễ xong, người ở tam phòng lục tục rời đi. Dương Tĩnh Nguyên và Quý Anh Anh sau lâu ngày gặp lại, cố ý ở lại một lúc, đứng ở bờ sông nhìn xe ngựa Dương ra đi xa. Lang quân. Vừng thấy bờ sông không có người, mang theo đèn lụa đến dương tĩnh uyên cười nói muốn ta cùng ngươi thả đèn hoa đăng quý anh anh lắc đầu nói đây là chuẩn bị cho liễu di nương dương ra vì đại lão gia làm pháp sự thả đèn cầu phúc không ai nghĩ tới liễu di nương dương tĩnh uyên nhìn quý anh anh nói sao ngươi biết ta ở lại quý anh anh lườm hắn một cái hừ hừ ta không tin ngươi muốn ở lại vì ta nàng nhận lấy đèn hoa đăng hướng bờ sông đi tới nghe phía sau dương tĩnh uyên lẩm bẩm ai nói ta không nghĩ đến ngươi nàng cười từ tay lăng nhi nhận ngọn nến thắp sáng ngọn đèn mặt nước đen lốm đốm ánh sáng đèn hoa đăng ngọn đèn chiếu sáng mặt nàng váy trắng tung bay đẹp như tinh linh trong nước dương tĩnh uyên nhìn thấy ngẩn ngơ ngốc đứng làm gì mau lại đây tự ngươi thả nó đi quý anh anh giơ đèn gọi dương tĩnh uyên hắn bước tới nhận đèn hoa đăng nói qua hôm nay thờ cúng cha ta, ngươi không cần mặc tang phục nữa. Không sao. Quý anh anh nghĩ hắn lo lắng cho mình ba năm nay không thể mặc đẹp, lắc đầu cười. Ta nói không được phép là không được phép. Dương tĩnh uyên lườm nàng một cái, cúi người thả đèn hoa đăng xuống nước. Hắn kéo nàng đứng ở bờ sông, nhìn hoa đăng trôi xa. Những gì nên làm ta đều làm vì ngươi, sớm đăng cực vui mừng. Quý anh anh tò mò. Ngươi vì liễu di nương làm gì? sinh dưỡng ân, hắn đã báo đáp nàng, ngoại trừ thưa tiên sinh, không ai biết hắn đặt cho cốt liễu di nương vào quan tài của phụ thân, cùng an nghỉ với nhau. Việc đào mộ phần phụ thân và liễu di nương quá kinh động thiết tục, Dương Tĩnh Nguyên không muốn quý anh anh lo lắng, hắn nhìn đèn hoa đăng nhỏ nói. Mang nàng phóng đèn cầu phúc, làm tròn hiếu đạo của người con. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện của Dương Tứ Lang. Người thích loại hoa gì? Hả? quý anh anh bị lời nói bất ngờ của hắn làm rối loạn tư duy cái gì ta hỏi ngươi thích loại hoa gì ta sẽ tặng ngươi hắn nói xong lại vội nói ngàn vạn lần đừng nói thích chậu tự yến tân trang kia cũng không được thích hoa lan quý anh anh bật cười dùng ngón tay chọc mạnh vào mặt hắn ta tưởng rằng dương tam lang vào quân doanh sẽ trở nên chứng trạc không ngờ vẫn là người lòng dạ hẹp hòi ghen tuông vặt dương tĩnh uyên hư một tiếng nói nói thật, sao lại gọi tứ lang đi hái hoa lan? Còn nữa, đại tẩu nói có ý, ta đã trở về, ngươi chỉ nhìn chằm chằm ta, lúc ta không có ở đây, trong mắt ngươi có người khác sao? Dương Trần Thị sao lúc nào cũng không vừa mắt với nàng? Quý anh anh nổi cáu. Ngươi tâm tư tỉ mỉ như vậy, ngay cả đại tẩu nói gì cũng hiểu, ta không nói, ngươi tự đoán đi. Nói mau. Dương Tĩnh Uyên nhìn quanh, hai nha đầu và vừng đã sớm chạy vào liều trúc hắn ôm ngang quý anh anh không nói ta ném ngươi xuống sông thật sự liệu dương tĩnh uyên có nửa đêm chạy đến cắt đứt chân dương tứ lang lần nữa không quý anh anh ôm cổ hắn nhỏ giọng nói ta thấy hắn không có ý tốt muốn tiếp cận ta nên dù hắn đi hái hoa lan bên cạnh rồi hắn trượt ngã gãy chân thật sao ừ dương tĩnh uyên cười lớn đặt nàng xuống hôn lên mặt nàng làm tốt lắm thấy hắn không để ý lời của dương trần thị Quý anh anh cũng không muốn nhắc lại. Nàng dựa vào hắn, lặng yên nhìn cảnh sông, hỏi hắn. Lần này ở nhà được mấy ngày? Ba ngày. Dương tĩnh uyên tính toán thời gian. Ngày mai chúng ta đi thanh thành thăm sư phụ, tiện thể đi Trúc lâm tự lễ tạ thần được không? Ta đã ký vào văn chân linh, muốn đi lễ tạ thần. Trúc lâm tự, chẳng phải về tam đạo huyền, không biết thịnh phong trạch đã đi chưa, nếu gặp phải, liệu có nguy hiểm không? Quý anh anh trần trừ nói. Ngươi đi về sẽ phải mất thêm hai ngày. Ngươi không muốn ở nhà à? Dương tĩnh uyên tâm trạng phức tạp. Ta đã nói rồi, ba năm sau ta sẽ đón ngươi đi. Tưởng rằng hắn tha thứ phu nhân, quý anh anh thầm than, chỉ đành nói cho hắn biết. Hai tháng trước, ta về nhà mẹ đẻ, phát hiện thịnh phong trạch lại tới. Hắn sẽ ngủ ở triệu gia. Lời của nàng khiến Dương tĩnh uyên chú ý. Hắn cười lạnh. Tâm địa gian xảo không chết. Nếu Nam Chiếu thật sự muốn khởi binh, hắn hiện tại có thư tiên sinh tương trợ, lại tiến vào đông sông tiết độ sứ phủ, không còn là người nhỏ, lời nhẹ hoàn khố thiếu niên trước đây. Nhưng muốn người khác tin tưởng, nhất định phải bắt được chứng cứ. Nghĩ như vậy, Dương Tĩnh Nguyên cảm thấy thời gian lại không đủ dùng. Về nhà trước, ngày mai ta đi tìm hiểu tin tức, xem Thịnh Phong Trạch có còn ở triệu gia hay không. Dương Tĩnh Uyên quyết định. chương 205 tam đạo diễn vẫn hoạt động như thường lệ, các quán trà, quán rượu và cửa hàng đều mở cửa như mọi ngày. Dương Tĩnh Uyên và Tang Thập Tứ đội mũ che mặt đi quanh phố lớn một vòng nhưng không phát hiện có người nam chiếu xuất hiện. Đi dạo lâu, khó tránh khỏi bị người khác chú ý. Hai người vào cửa hàng của quý gia. Quý Diệu Đình đang kiểm kê hàng hóa, chuẩn bị giao cho khách đặt hàng. Thấy hai người đàn ông ăn mặc như thương nhân bước vào, anh cho rằng có khách đến cười và chào đón. Hai vị muốn mua vải bông hay vải lụa? Trong tiệm chỉ có anh và người quản lý, Dương Tĩnh Uyên nhanh chóng nhấc mạng che mặt lên, cười nói. Có chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện không? Thấy Dương Tĩnh Uyên xuất hiện bí ẩn, Quý Diệu Đình trong lòng kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng dặn dò quản lý vài câu, rồi đưa hai người vào phòng bên cạnh, vội hỏi. Có phải anh anh đã gặp chuyện gì không? Nàng ở trong phủ rất tốt, đại ca không cần lo lắng dương tĩnh uyên thấy anh ta lo sợ trong lòng đoán có chuyện quý anh anh khi về nhà mẹ đẻ chắc đã thấy thịnh phong trạch và kể cho quý diệu đình anh ta không dài dòng hỏi thẳng đại ca gần đây có ai từ nam chiếu xuất hiện không có thể là người từ nơi khác đổi trang phục nhưng giọng nói không phải người địa phương quý diệu đình cười khổ nói ta thực sự không thấy những gì ngươi nói người đó cũng là muội muội thấy xuất hiện ở vườn triệu gia khoảng cách xa như vậy ta nghĩ muội muội có thể nhận nhầm nhưng nàng khẳng định chắc chắn sau đó ta cũng để ý không phát hiện có người nam chiếu hoặc người có giọng nói nam chiếu xuất hiện nếu thật sự là người đó với thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của hắn ta cũng không phát hiện được quý anh anh đã thấy thịnh phong trạch cách đây hai tháng hắn lặng lẽ đến triệu gia rồi rời đi mục đích của hắn là gì đại ca, quý gia và triệu gia gần nhau. Người có phát hiện gì bất thường ở triệu gia gần đây không? Theo thói quen hàng năm, đầu mùa xuân khi tằm mới ra, mỗi nhà đều bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi dệt gấm. Hai tháng trước, khi nhận tin tức từ chức cầm của Ích Châu, phát hiện triệu gia năm nay không có chuẩn bị gì cho cuộc thi dệt gấm. Đúng lúc đó, triệu gia đột ngột bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi. Thời điểm này trùng hợp với việc quý anh anh thấy thịnh phong trạch xuất hiện ở triệu gia. Dương Tĩnh Nguyên không thể không suy đoán rằng Triệu Gia và Thịnh Phong Trạch đã đạt được thỏa thuận gì đó, và thỏa thuận này có liên quan đến cuộc thi dệt gấm năm nay. Chuyện này... Quý Diệu Đình thực sự khó xử, anh thẳng thắn nói. Mẹ ta sức khỏe không tốt, vợ ta lại đang mang bầu. Ta phải lo toan mọi việc trong cửa hàng nhuộm một mình, thực sự không chú ý đến chuyện khác. Nhưng nếu muội phu đã nói vậy, ta sẽ bảo người chú ý động tính của Triệu Gia không thu được thông tin từ quý diệu đình, Dương Tĩnh Uyên có chút thất vọng. Anh nghĩ đến lão quản gia, nhưng lại bỏ ý định. Lão quản gia ít tiếp xúc với triệu gia, càng không thể biết rõ tình hình. Tang thập tứ đột nhiên nhớ đến một người, vỗ tay cười nói. Quý đại ca không giúp được cũng là hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm Chu Nhị Lang để hỏi thăm. Anh ta là người rất nhiệt tình, lại có nhiều bạn bè rảnh rỗi. Hỏi thăm tin tức từ anh ta là tốt nhất. Dương Tĩnh Uyên hắng giọng, có chút không tự nhiên. Trước đây anh ta đã làm chuyện xấu, phá đám Chu Nhị Lang và Quý Anh Anh. Bây giờ anh ta đã có được người đẹp, đi gặp Chu Nhị Lang có chút ngượng ngùng. Chuyện này hỏi thăm từ người địa phương là hợp lý nhất. Anh ta bất đắc dĩ cùng tang thập tứ hỏi địa chỉ Chu gia Tư Quý Diệu Đình. Khi đến đầu hẻm, Dương Tĩnh Uyên dừng lại. Thập tứ, ta sẽ chờ các ngươi ở bờ sông trong rừng cây. Tang thập tứ hiểu rõ, cười một tiếng được đợi khoảng nửa canh giờ tang thập tứ cùng chu nhị lang đi vào rừng cây dương tĩnh uyên bỏ mũ che mặt ôm quyền hành lễ nói chu nhị ca vừa thấy anh ta chu nhị lang không hành lễ mà đấm một cú về phía anh ta một quyền này là thay nhị nương đánh dương tĩnh uyên vốn có thể né tránh nhưng nghe nói vậy anh ta buông tay xuống để cho chu nhị lang đấm vào mặt tại sao ngươi không né chu nhị lang dừng tay không vui nhìn anh ta nói nhị nương trung thành gả cho ngươi tại sao ngươi không đến đón nàng quá ác nạt người rồi lúc đó tam lang không có ở ích châu phủ anh ta cũng không biết chuyện thành thân tang thập tứ vội vàng giải thích chu nhị lang sững sờ ôm quyền cúi đầu nói là ta trách lầm ngươi dương tĩnh uyên nghiêng người tránh đi trong lòng có chút thích tính thẳng thắn của chu nhị lang nói thẳng Chu nhị ca yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Hiện tại có một chuyện cần nhờ Chu nhị ca giúp đỡ. Ba người tìm chỗ bãi cỏ ngồi xuống. Dương tĩnh Nguyên không dám nói chắc chắn Nam Chiếu sẽ khởi binh, chỉ nói Thịnh Phong Trạch muốn mưu đồ bí mật của quý gia và cấu kết với triệu gia. Nghe xong lời Dương Tĩnh Nguyên, Chu Nhị Lang tức giận đến đỏ mặt. Lúc trước khi Nam Chiếu Bạch Vương đến Tam Đạo Diễn, ta đã cảm thấy hắn không phải là người tốt. Ngươi yên tâm, nhị nương gà vào trong thành, đường xa khó tránh khỏi không thể về nhà mẹ đẻ. Ta và quý đại lang là bạn từ nhỏ, nếu quý gia có chuyện gì, chỉ cần lên tiếng là được. Tang thập tứ cười nói, không thể đề phòng cướp cả ngàn ngày được. Chu nhị ca có nhân duyên tốt, giao tình rộng, có phát hiện gì bất thường ở triệu gia không? Bất thường sao? Chu nhị lang suy nghĩ rất lâu, thực sự nhớ ra một việc. Nói cũng kỳ lạ, triệu gia là nhà giàu trước cẩm, nhà mình tơ tằm thường không đủ dùng những năm trước khi xuân tằm ra thuyền tơ bán cho triệu gia xếp đầy bến tàu năm nay triệu gia lại nói tiền mặt không đủ tơ tằm năm ngoái còn chưa dùng hết không thu mua tơ ta có một thầm thầm làm việc ở đan phường của triệu gia mấy thập niên năm nay đan phường của triệu gia bắt đầu làm việc không đến ba phần nàng đành phải về nhà trước cầm nhà giàu không thu tơ tằm mới đan phường bắt đầu làm việc không đủ triệu gia làm sao vậy? Dương Tĩnh Uyên và Tang Thập Tứ trao đổi ánh mắt, âm thầm sinh ra suy đoán. Cảm ơn Chu Nhị Ca. Cuộc thi dệt gấm chỉ còn không lâu nữa, những ngày này xin Chu Nhị Ca chú ý nhiều đến triệu gia. Việc hỏi thăm tin tức triệu gia nhờ cậy vào Chu Nhị Lang. Dương Tĩnh Uyên lại hỏi địa chỉ đan phường lớn nhất của triệu gia, cùng Tang Thập Tứ đi đến đó. Đi khoảng nửa canh giờ, hai người đến bên ngoài đan phường của triệu gia, không xa tam đạo diễn. Đàn phường này được xây ở chân sườn núi, bên trong có tường rào cao bao quanh các phòng. Cửa lớn đóng chặt, nhìn từ trên sườn núi xuống, đàn phường có diện tích khoảng hơn 100 mẫu. Đếm trước sau mấy hàng nhà, hai người kết luận đan phường này phải có vài trăm đài đan cơ. Thập tứ, ngươi ở lại đây. Nếu có gì bất thường, ngươi thổi sáo. Dương tĩnh uyên cởi áo ngoài, lấy khăn che miệng mũi, lao vào điền trang anh ta dễ dàng leo tường vào từ chỗ hẻo lánh của thôn trang. Anh nửa ngồi sau tường của một gian đan phường, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ. Đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp đây? Dương tĩnh uyên nhất thời không nói nên lời. Anh lắng nghe động tĩnh xung quanh, từ từ đứng thẳng, nhìn qua cửa sổ vào trong. Bên trong là năm gian nhà ngói thông nhau rộng rãi, bên trong có khoảng 20 đài đan cơ xếp hàng ngăn nắp. Các đan cơ trống rỗng, không có gấm chưa dệt xong. Dương Tĩnh Uyên đi dọc theo ngõ nhỏ sau nhà, cuối cùng hiểu rõ điều kỳ quái ở đâu. Còn chưa đến giữa trưa, nhưng bên trong đan phường không nghe thấy tiếng máy dệt chảy. Cả tòa điền trang yên tĩnh như không có người. Đây là đan phường lớn nhất của triệu gia. Anh nhớ đến lời Chu Nhị Lang nói, đan phường của triệu gia bắt đầu làm việc không đủ. Công nhân không có gấm để dệt đều về nhà. Trước cẩm cần thời gian dài để hoàn thành. Dù triệu gia năm nay không muốn dệt gấm mới, vẫn phải có gấm chưa dệt xong những tấm gấm đó đã đi đâu dương tĩnh uyên di chuyển trong trang trải đột nhiên nghe vài tiếng chó sủa anh theo âm thanh đi tiếp xuyên qua một cánh cửa vào sân nhỏ nghe thấy có người đang nói chuyện với nhau phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn